My name is Pisay, and today I would like to teach you about the adverbs of frequency. Adverbs of frequency mean that con cái này dám dán tay tập với ông bị phiền nhức nhóc đưa cô rồng vờ. Mình chẳng biết con là đang activity. Chả, mình chẳng mà sao mấy như liên đuôi ta hỏi ông bị adverbs of frequency. Chả con là chạm bàn thế. Everybody now look at the board and underline about adverbs of frequency. Tả lời dân cư mình tốt nơi chung bình viết đại trị adverb of frequency. Chạy dân viên score ở hỏi. Thì mỗi cứ viết always. Everyone say always. Always. Chả, always. Mình đây thả mấy con. Chả, always. Mình đây thả mấy. Tai, chà, tai nó cứ dương thua mà rồi phía rồi. I always brush my teeth in the morning. Khá nhóm tai đâu xâm ác thầm anh đã bảo khá nhóm. Nói bề bật, chẳng mình hay dương thua rồi thằng ngày. Vì mà rồi phía rồi, dương trời tại thua rồi thằng ngày đẹp đâu nè. I always brush my teeth in the morning. I always brush my teeth in the morning. Khi nhóm tay tại đâu sắm áo thay mình là vào khi nhóm là bị bật. Chẳng chắc cứ always bỏ thật tay tay sẵn đọc hết mà rồi phía rồi. Như hai thua rốt này. Chẳng lý một chút tiếp bị usually. Chẳng usually mình đây thác chia thô mà đà. Chẳng chia thô mà đà. Vì mình bởi dương vậy bị phía rồi cứ cài sắp phía rồi ná. Usually cài sắp phía rồi. Ok. They usually walk to school. They usually walk to school. Chà, chị thò mà đá, cô kế đá tới xà lá huyền. Dân viên cây sập phía rồi vậy. Cây sập phía rồi để con đá tới. Mình đây hạp tè là bó con lên trên xà lá. Ủa tè hôn á. Ủa thò tháp tè là bó nhẹ là dương giấy nữa nhé. Tè con lên trên xà lá huyền. Dân cứ con đá tới xà lá nó viên cây sập phía rồi. Mình ha, ngày khác tới ba mẹ có tình yêu chẳng tới có chuôn con tới tới tích tuổi cho đại ban chuôn tới chẳng nhưng anh vậy thà they usually walk to school bộ kế chị thò mặt đá đa tới sẽ là liền. Ok she normally nên viết mang đồng tiền generally nè trả viết mang đồng tiền generally. Ok chẳng normally có chị adverb of frequency con tham một con normally. Chẳng normally nếu dương ảnh bỏ thai chỉ tụ tớ ná. Chỉ tụ tớ. Ok, chỉ tụ tớ. Vì miền chừng đốn phía rồi biết bảo mà anh có. Chà, chừng đốn phía rồi cứ 80 phía rồi. She normally goes. Chà, goes. Chẳng normally nếu chỉ adverb goes to verb. Chẳng dương ảnh es. Phía rốt. Subject she, ok. She normally goes to the gym. Gym cứ club hạt pran rồi có cái lái hạt pran chẳng. She normally goes to the gym. Chị tụ tớ miếng tớ cái lái hạt pran. Chẳng mình đây thay 80 phía rồi ấy. Mình đây thay quá chứ mà mình đây sẽ lái sẽ có phiệp. Cái bị cà phơ cà nghĩa cứ có chết tớ hạt pran. Tụ bây mình bàn rồi thằng ấy. Cô bàn chân nguồn trà đó hồi tớ đó 80 phía rồi nhá. She normally goes to the gym. Chà, niên chị tu tớ cứ tớ thằng lánh hạt pran. Ok. We often. Chà, often có chị adverb of frequency. Chà, often rồi mới có những hai biệt mục tích cái hạt hả? Frequently. Chà, chị rươi rươi. We often eat dinner at home. We often eat dinner at home. Bữa giờ chia rưỡi rưỡi cứ nhâm à hạt về là ghế nữ. Nơi trẻ chẳng bên mình chùm nuôn và màn phía rồi con cứ chật sạch phía rồi nha. Often được mưa có frequently nè. Cứ chùm nuôn chật sạch phía rồi. Bữa giờ tăng tài nhâm bái, sorry. Bữa giờ chia rưỡi rưỡi nhâm bái là ghế nữ. Nơi trẻ mình hạt chật sạch phía rồi còn nhâm được trẻ. Xong sạch phía rồi tiết chuồng cá ta có thể nhâm được hàng cài. Vì đây là bộ khăn chẳng hết nè. Ok. I sometimes. Chà, sometimes có chỉ adverb of frequency đấy. I sometimes bỏ thập bề khả.
chuồn ca rồi có bê class thế nè chân con tập kia ở sometimes dương ở ao phía rồi biết cứ chừng nốn mà con cha cứ ở ha sắp phía rồi cha ha sắp phía rồi. Ok, I sometimes play Facebook at night. Cha chân sometimes cứ thơ bẹ cả đá ọt bẹ cả đá nè vì mình chừng nốn ha sắp phía rồi. I sometimes play Facebook at night. Chà, cứ bê khách nhầm lên Facebook nó bê nó bê chụp. Chẳng chưa khi cái online mình còn có tại cái lên Facebook ấy. Nè khách cái online nó kia mơ YouTube. Nè khách tới cái online nó kia mơ Instagram. Rồi có kia mơ Telegram. Rồi có kia mơ FC ná. Chẳng, cái đặt thá I sometimes play Facebook at night. Bê khách nhầm lên Facebook nó bê chụp. Chẳng vì hà sẽ phê rồi lên, hà sẽ phê rồi ọt, ok. My brother occasionally, chà occasionally, chà occasionally, mình hãy chuồn cả. Chẳng occasionally, vì mình chẳng nốn tay xăm sắp phía rồi để nè. Occasionally, phía rồi cứ xăm sắp phía rồi. My brother occasionally eats noodles. Chà, my brother occasionally eats noodles. Chà, bọn bộ đồ bọc nhóm chuồn cá nhắm. Nhà mì, rồi có tổ tiên mì. Ok. Chẳng occasionally nên việc là sang sắp hiện rồi ấy. Vì mình sẽ nói tệnh. Mình lại hát tôi tặng sở mái chất của sang nó ở bên này nó tè móng á. Chẳng còn chưa đâm sẽ nó có thông đi nhằm tận. Chẳng chẳng vì mình sẽ nói tại sang sắp hiện rồi để nhá. Ok. Seldom. Tại dùng mới seldom. Ok. I seldom put salt on my food. Salt ra thả ẩm bẩn. I seldom, seldom ra thác cầm rò. I seldom put salt on my food. Các nhóm cầm rò đặt ẩm bờ nơi lớ à ha là bọc nhóm. Vì hai dương cầm rò à, dương nhăn bái dương cầm rò dương bờ mà đã mà nè. Cầm rò mang tên lúc ra thì dương nhăn à ha nó bị sạp khăn mỏng mà dương đã nát. Tại cầm rò mang tên chân seldom nơi cư miên tại đập thịt rồi để nát seldom. I seldom put salt on my food. Khyom kom ro nak da ambal na le aha robos khyom chang tu min chnun 10%. I hardly ever. Chang hardly ever ni vi sma nang piek rarely. Rarely. Chang tu min chnun 5%. I hardly ever drink alcohol. Chang I hardly ever drink alcohol. Chà, alcohol ni cái chân dễ bị xa là thiết là mình chết alcohol. Đôi chìa sra, đôi chìa sra bì dạ nha. Spy ấy người hãy alcohol đấy. I hardly ever drink alcohol. Khi nhóm cầm rô nóng phật sra nha. Chân hardly ever hay nóng bị rally đến cứ tập trăm phía rồi. Hắn kinh dễ bị chùm nguồn nhoi được nhập nhộp nâng nha. Ok. I hardly ever, cho nên của cô hardly ever, xong qua thay với chị adverb of frequency. I hardly ever drink alcohol. Chẳng chân khi nhóm cứ cầm rõ nụ phật sả nạ. Chẳng, the last one. I never go to China. Never. Never này cứ mần thuộc. Chẳng, mần thuộc xong bây tầm mặt ổng. Chẳng chân phải biết, never. I never go to China. Nhóm bằng đai tới lên và tết chân tê. Chà. Ok, chân con đã khi dừng khởi hào ấy. Ông bị adverb of frequency viết sẵn khánh. Bởi dừng ở toàn chế hẳn ấy. Dừng ở ai đến là present simple bản tế. Chân con đã khi mơ mê điên bị cao màu ná. Tại mơ bị lưu cho cao dừng đặt dồn thì con thường mơ bị cao làm mà lưu bình. Ok. Đó. Nhưng mơ cụ khai ẩm tích tứ. Gym. Gym. Prai thác lập hạt bản. Rồi tôi còn lại hạt bản. Noodles. Noodles. B, ok. Alcohol. Alcohol, mình đây ha. Alcohol, rồi còn sra. Phê chữ chết là miên chết rổ vần. Ok. Salt. Salt. Pratha ông bẩn. China. China. Protection. Ok. Anybody now learn it one more time before we go home. Adverbs of frequency. Chà. Chứ như thật đáng thay, adverbs of frequency này chia với vị trí con. Con kể là gì sẽ để ai prap ẩm bí phiếp nhập nhóa bởi rộng rộng vời nha. Ok, tỏ hiện tỏ khí con ăn và đón tiếp. I always
brush my teeth in the morning. Again, I always brush my teeth in the morning. Khyom taeng tae do samat thmey robos khyom neu pe prak. They usually walk to school. Again, they usually walk to school. Puok ke chi thomada dal teu sala rien. Cha. She normally goes to the gym. She normally goes to the gym. Chi tu teu nien teu kanlai hat pran. Cha. We often eat dinner at home. We often eat dinner at home. Bụi dưới chìa rưỡi rưỡi, tập tu tiên ăn hạp là nghiết nực tẹp. I sometimes play Facebook at night. Bây khách nhầm lên Facebook nực bề dục. Okay. My brother occasionally eats noodles. Bông bọc là bọc nhóm chôn cá qua tập tu tiên mì. I seldom put salt on my food. Khách nhóm cầm rô nực đậm bớ nơi lỡ à ha là bọc nhóm. I hardly ever drink alcohol. Khyom kom ro nang phak sra na. Cha, chang pye seldom vi 10%, hardly ever vi 5% rưu ko rarely nang na, vi do sma nang hardly ever dai cha. I never go to China. Khyom man thlop teu prateh chan de. Okay. Gym, club hat pran rưu ko kanlai hat pran, noodles, mi, alcohol rưu ko sra. Salt, umbel, China, protection. Okay, then con đã học nhé. Giờ con sẽ cô là be adverbs of frequency. Bây giờ con chơi bị chán. Bị thua ở căn chơi bao nhiêu chơi máu vì những cái clip. Hai dương anh chơi chơi máu run run tay mà đong để sai. Tại sao dương chơi bị hai dương vô tháp bị nó bị miên bầm mạng phía rồi bầm mạng phía rồi chơi nhé. Okay, then con chán con đã học nhé để cho run lên là thế này đi nhé. Goodbye, see you with the next.